Hello các bác nhé. Có lẽ là lần đầu tiên em mình gặp loa kinh điển và độc dị như này. Đây là một dòng loa được thiết kế một thùng dụng 4 bát, một tép kèn, 4 tép xì. Kinh điển luôn nhá. Con này mà nghe những dòng nhạc như là giao hưởng, thính phòng, bolero, G-Mix, nhạc vàng, karaoke thì cũng là đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp ca hát mà nhá. Nó hay không thể cưỡng được. Thì dòng loa này đến từ đất nước Mỹ và Companity. Đấy, bác nhìn này. Thiết kế cực đẹp luôn. Hai bên là hai bát này. Đây là tép này, thùng khí này, còn nuôi cả xốp sách này. Đấy. Quá đẹp, thùng bục lỉ. Và bác phải nhìn đây. Đây phía sau của nó đây. Thì một đôi cái này mà nghe đọc thính phòng rồi nhá thì đúng rồi không chịu luôn. Con này là Companity, một đèn là CSX 70 gạch ngang là S2. Made in USA. Đấy. Nó có công tắc để chắc đánh tép bát này. Đấy, tép bát đấy. Hai đường vào. Lưu trích và 6 ly. Bà có nhìn cái dàn tép dã man này. Đây là cổ tép của đây. Kinh sợ luôn. Kinh sợ luôn mà nhá. Đấy. 200W quả tép này. Từ 25 từ 75W đến 200W. Ui giời. Commodity. USCA 1, 2, 4 4 tắc xì. Bà bác nhìn cái nhựa nó trông nó dị chưa. Đây nhựa. Bà bác nhìn này 4 mát này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tức là một đôi loa này thì bằng, nếu như loa bình thường ấy thì bằng một đôi này, hai đôi này, ba đôi, 4 đôi, 4 đôi chập lại bằng đôi loa này. Bà bác nhìn cặp bát bác nó đẹp chưa. Ui giời. Không đỡ được. Companity Mỹ loài tòi tòi luôn nhá. Tí em sẽ lên bộ hát để bác nghe bộ này thì nó đẳng cấp kiểu gì. Đấy. Cái này kẻ bỏ hỏng con bát chả sao ạ. Vứt con bát đi cũng được. Đây, Commodity. Chất. Quá chất mới nhá. Đây, phần tần bên này gấu rồi. Cái dòng của Mỹ phần tần nó rất là buồn cười mà phải làm. Nhưng mà hay lắm ạ. Không biết sao nó hay lắm. Đấy. Rất là hay. Quả một được quả hai. Đây em phải tháo ra nhá. Và nhớ nhá, cái loa Mỹ nhá, cái màu dây nó không theo quy luật đâu nhá. Anh em nghĩ là đen là dương nhá. Nhiều lúc đen không phải là dương đâu mà nó là mà đen nó là đen là âm, nhưng nếu lúc đen nó là dương. Nên lo Mỹ mà em rất sợ là phải tháo ra. Và vân tần nó không giống quy luật đâu, không phải là mát đi mát đâu, dương mát đi mát mới là các dây da tép khác nhau vào nhá, không bao giống nhau đấy. Nếu nó đi nó thằng này tương tác thằng kia, do vậy nó xử lý âm thanh rất tốt. Đây là cặp bát này quá dã man, còn màn thì gì hết luôn. Ui giời, ui giời, quá đẹp, quá đẹp rồi đấy. Đây. Nó quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn nhá. Đấy, bộ này thì lúc này có tổng giá là 18 triệu. Bác xứng đáng không? À, một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, 18 triệu. Đấy. Nó rẻ tính là rẻ lắm nhá. Đôi này thì chấm hết. Mà nếu bác còn có nhu cầu về súp đây. Đây, súp nó đồng bộ đây. Các bạn nhìn này, có súp này. Thì súp này có một giá 10 triệu một quả không nhá. Đây, em là cho anh em tân trang bẩn này vào lớp bẩn này thì sạch nhá. Đấy. Con này là CSX 60 gạch ngang 2 tại Mỹ luôn. Đây bác cả đằng nào bóng liếng luôn, xong rồi xong nó sẽ đẹp này luôn nhé. Lấy về tất nhiên là phải tân trang rồi, trong Mỹ là nó bẩn bụi như này em phải tân trang đẹp hết rồi. Đấy, súp này này bác 10 triệu một quả nhé. Một thùng nó 4 bát 40 1 2 4 công suất rất là nhẹ luôn, không lặng này vào nhé. Anh em quay bác thì bác hình dung được cái dòng nó đẳng cấp này quá phê.